Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì nói sơ qua một tí thì lâu lắm rồi mình mới quay lại cái góc quay như thế này ấy. Nên có hơi lạ lẫm một tí. Nên video này có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé. Và ok, thì đây chính là em hàng mà mình cực kỳ tâm đắc trong thời gian hiện tại và cực kỳ muốn mở ra để làm review luôn. Thì đây chính là em hàng em Son Goku yêu. Đọc vậy là có đúng không ta? Yêu hay yêu? À mà kệ bà nó đi. Thì em này là phiên bản Goku, phiên bản tóc bạc, già rồi nên nó có tóc bạc nhiều. Và em này là một em của dòng Two Dimension, có nghĩa là kiểu dòng làm theo kiểu manga, và không phải manga nhưng mà nó giống như là kiểu sao ta? Nó 2D ấy. Kiểu kiểu giống vậy. Thì đây là em hàng mà mình cực kỳ khó mua luôn. Mình đặt ở mình pre-order ở trên Big Bang Store to từ tháng 9 tới tháng 12. Họ vẫn không giao cho mình và họ kiểu delay qua tới tháng 1, tháng 2 do một số gọi là trục trặc về kiểu đường, nó gọi là gì ta, vận chuyển ở bên Mỹ này á, trong cái thời gian hồi lúc tháng hồi cuối năm do kiểu dịch bệnh rồi nên họ không cho nhập cảng và mình phải hủy đơn. Mình đặt ở từ bên Amazon với giá là 69 70 đô, là khoảng tầm 1 triệu tư à không 1 triệu rưỡi tới 1 triệu 6 cho em này. Giá chát phải trưởng ra nhưng mà không sao, đó là vẫn là cái giá mà khá là tốt cho tới thời điểm hiện tại so với mình, tại vì em này hiện giờ ở trên Amazon á họ đã bán với giá là 80 mấy đô á, và ở trên Big Bang Store thì nó vẫn kiểu mở pre-order nhưng mà không giao, kiểu cần một đợi một khoảng thời gian rất lâu để mới giao cho em, cho khách hàng nha, kiểu phải trưởng là ok hồi hộp thôi. Nhưng mà con dao của mình đâu rồi ta? Ok thôi, hôm nay không không khui bằng dao một bữa thì khui bằng shuriken vậy. Ok, thì đây chính là em nói sau khi đã được lấy ra con hộp của mình. Và để mà nói thì mình là một trong những người sở hữu khá là trễ, mình có thể gọi là trễ nhất luôn so với là những gọi là những người mà đã từng mua em nó và sở hữu em nó. Và ở Việt Nam thì hình như là mọi người đã sở hữu em nó từ tháng 11 đến 12 rồi, mà tới tận tháng 2 mình mới sở hữu. Nên mình cũng đã có tham khảo một số bài review về em nó ở trên các cộng đồng chơi mô hình cũng như là những cái người mà đã từng trải nghiệm và có em nó, thì mình cảm thấy là mọi người chê em nó khá là nhiều. Mình cũng không biết tại sao nhưng mà đó là mình cũng chưa có cầm em nó trên tay nữa nên mình cũng không biết tại sao. Và mình cảm thấy mọi người chê nhiều nhất là ở việc về cái phần vẽ 2D Two Dimension của em nó khá là xấu, và có nhiều ông khá là không thích cái phần gọi là phần 2D này của em nó, tại vì trông nó khá là kiểu không có hợp, nhất là phần tóc. Và ok, để kiểm chứng cái chuyện đó thì mình sẽ thử gọi là review và xem xét thử em này nó xấu tới cỡ nào nhé. Thì đầu tiên là về phần gọi là khoan xét về việc Two Dimension trước ha. Về cái phần 2D trước á, thì mình sẽ xét về các thứ như là body và chi tiết đồ á, thì mình cảm thấy em này khá là đẹp, thề luôn. Phần body và kiểu chi tiết đồ thì mình cảm thấy họ làm nét vải trưởng. Gân guốc thì cũng con này không có gân nhiều đâu, nhưng mà nó có kiểu cơ bắp đồ các thứ nổi lên đẹp vải trưởng ra, múi cũng có các thứ nè. Về những cái phần chi tiết như là rách rưới nè, gọi là chày xước, những cái đường gấp trên quần đồ nè, giày và những cái phần bên trong cái kiểu show ra thì mình cảm thấy làm rất là đẹp nét, rồi cái vết xước được các thứ nhìn cũng xịn sò. Phần phía sau thì cơ bắp các thứ nè, ôi nhìn xịn sò vải trưởng ra, thề luôn. Nên mình có thể nói là em này là một trong những con hàng mà mua gọi là đáng chơi nhất so về cái vấn đề mà chi tiết và kiểu độ gọi là cơ bắp đồ các thứ, là con này một trong những cái con mà đáng chơi, thề luôn, đáng đồng tiền bát gạo. Tiếp theo là về phần Two Dimension của nó đi ha. Thì phần Two Dimension của em nó thì mình cảm thấy nó cũng đâu có quá tệ đâu mà sao mọi người chê nó nhiều vải trưởng, thề chứ. Mình cảm thấy nó cũng khá là đẹp, nó không có bị kiểu đậm quá hay nhạt quá mà cái tông màu của nó khá là sáng. Được. Nhìn cũng xịn sò phết. Nhất là cái tông màu của quần ấy, nó kiểu nó làm cho mình cảm liên tưởng đến cái việc kiểu cái màu của lửa ấy. Nhìn nó chiến thật sự chứ. Đẹp phải chưởng.
mà không hiểu sao nhiều ông chê vậy. Và đặc biệt là phần tóc thì mình cảm thấy là phần tóc này đúng là nó có điều hơi, phải gọi là sao ta, mình nghĩ là họ, mình nghĩ là nên nó làm nên gọi là bạc một tí, là bạc kiểu cái màu silver ấy, chứ còn cái màu này thì nó hơi nhạt và nó hơi kiểu giống như là nó có mấy cái cọng kiểu trắng trắng đen đen, nó như là kiểu tóc muối tiêu ấy, thì nhìn nó làm cho con Goku này kiểu nó giống như là trông như một cái gọi là ông già hả? Thì kiểu nhìn nó bị già vậy, chứ nó không hẳn là kiểu nhìn nó ngầu. Và đúng là cái phần này thì đúng là đáng chê, thì nhìn nó không đẹp, thì nó hơi nhạt so với lại cảm nhận của mình. Mình nghĩ là họ nên làm cái gì nó kiểu nó bóng loáng một tí thì nó sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì những phần kiểu two dimension còn lại, kiểu những phần 2D còn lại thì nó vẫn gọi là mà lèm mà đẹp phết, rách rưới đồ các thứ, chi tiết đồ các thứ, nhìn kiểu ổn định phết chứ nhở, đâu có thua gì đâu, đẹp. Nói chung thì con này mình nghĩ là một trong những con hàng khá là, nếu mà để gọi là bỏ tiền ra thì khá là đẹp, xịn sò. Tại vì người về mặt chi tiết thì con này khá là đẹp rồi, không có gì gọi là để đáng bàn. Nhưng mà ngoài ra thì mình vẫn có một số điểm để chê về em nó, và kiểu nó ngoài lề thôi chứ cũng không phải là trên những bài review. Thì đầu tiên đó là về ở đây nó có một cái lỗ mà mình dám chắc là nó không phải là lỗ kiểu rách rưới mà họ tạo ra đâu, mà nó là một cái lỗ giống như là kiểu nó bị cái vật nhọn đâm vào vậy, tại vì mình vẫn còn thấy có một cái cục nhựa ngay đây luôn nè. Và mình cảm thấy cái phần này nó hơi, thì nó cũng để xa thì nó cũng như nó trông cũng khá là sẹo đó, nó cũng khá là rách rưới, nhưng mà nó nhìn nó dướng cái cục nhựa, nhìn nó hơi chướng mắt một tí. Và trên cái phần body của con này á, ở phần thân trên á, thì nó sẽ bị dính một tí màu kiểu bạc 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 bạc, và một tí màu kiểu dơ, kiểu màu đen mà nó bị dơ dơ á, nó bị dính trên con mô hình này khá là nhiều. Mình nghĩ là do lúc mà sơn họ sơ ý tí, họ để làm nó bị chấm 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 lên ấy, nên mình cảm thấy là nó hơi kiểu, đối với mình á, mình nhìn gần thì nhìn nó hơi dơ, nhưng mà nhìn xa thì cũng thuộc thế gọi là kiểu cũng ổn định, cũng không có quá tệ. Nói chung thì những cái lỗi nhỏ thì thường không biết tại sao, nhưng mà những con hàng cao cấp như thế này lại kiểu gặp nhiều phải chưởng, và nó không gọi là không thay đổi nhiều luôn. Và tiếp theo là cái về cái phần mình hơi tham tí, nhưng mà mình lại muốn cái phần ở bên trong này nè, nó lại có nhiều phần kiểu làm 2D hơn một tí so với việc là chỉ làm một miếng ở ngay đây thôi, thì nó lại nó tạo cảm giác như là kiểu không có vậy. Mình cảm thấy là mình cần đòi hỏi thêm một tí, ý là một tí dấu màu da người giống như thế này nè. Mình nghĩ họ nên làm kiểu hai tông màu nhiều hơn một tốt một chút thì nó sẽ kiểu đẹp hơn và kiểu nhìn nó lực lưỡng hơn. Và ok, đó là về con này. Và con này thì nó sẽ có kèm theo một cái đế khá là basic, kiểu cái đế này thì cũng phải gọi là hình như là em nào cũng có và cũng khá là dễ gắn vô, mặc dù là con này nó đứng được không, nhưng mà không cần đế, đúng là một cái đế vô dụng. Và ngoài ra thì em nó sẽ có một cái phần effect phần sau như thế này. Thì cái phần effect này thì mình cảm thấy đẹp, khá là ok, nhưng mà chỉ có một cái là sao lần nào nó cũng để chữ như thế trên này vậy? Kiểu nó bị mất thẩm mỹ vậy, khó chưng á. Thề luôn, mình cảm thấy mình là một người con người giờ này hơi khó tính, già rồi, nên mình nghĩ là lần tới họ nên kiểu đừng có bỏ cái chữ này vô, và nó sẽ trông nó ok hơn. Mặc dù là mình không biết cái chữ này nó có ý nghĩa gì, nhưng mà hơi vướng. Nếu là mình sẽ xóa bớt cái chữ này đi, rồi để cho những người chơi nó có thể họ có thể cắt cái phần này nè, xong kiểu dán ở phía sau con mô hình nó để cho nó kiểu nhìn nó ngầu hơn và đẹp hơn. Ok, thì đó là những phần mà mình có thể chia sẻ về em Goku yêu này của mình. Thì theo đánh giá của mình á, thì em này nó không quá tệ, nó không tồi, mặc dù là nó cũng có hơi, cái phần two dimension của nó cũng có hơi là xấu tí, nhất là phần tóc, nhưng mà những phần còn lại thì mình cảm thấy rất ok, đẹp. Nếu mà mình cho điểm á, thì mình sẽ cho con này khoảng cỡ 8,5, tại vì nó là con hàng những khá là đáng chơi, và mình trừ nó một điểm tại vì mình pre-order nó hơi lâu và mình không nhận được. Xong sau đó à, vui lắm, mình order ở trên Amazon, và hôm qua mình mới check hồi nãy chứ không phải hôm qua. Và họ mở order trên Big Bass Store 2 ngày, nó là một cái gì đó mà nó bất hợp lý với chủ. Và ok, bỏ qua chuyện đó đi. Và đây là video về em Goku yêu của mình.
Nếu mọi người thấy hay thì nhớ nhấn like, share và subscribe cho mình, cũng như là comment những con mà mọi người muốn mình làm trong thời gian sắp tới. Những con mà mình có thôi. Mà mặc dù không biết là mọi người có biết mình có con nào không. Nhưng mà con nào nó đơn giản tí chứ mấy ông đừng kêu tôi làm resin nhé, không có tiền đâu mà làm. Ok, thì bye bye.